viên của mình ấy, là chúng ta giữ cho được cái chân lại và nắm thẳng người, thẳng cái này thì qua, quay là quay, nếu mà nắm này nắm dày, hiểu chưa? Sẹo người là cũng bị lỗi, hai đội đỡ chưa? Và tất cả là chờ chiến thuật, coi thấu thì dừng, coi thấu đầu cứ đá, nha mình thầy mắng rồi thầy, không phải, tay vô tình huống, đâu phải quyền định, hiểu chưa? Đưa áo tạo được.
tưởng nhung gần quá nha con, nhung gần không cái gì. Tâm được thể hiện trên khuôn mặt của các cầu thủ trong trận chung kết hôm nay. Bảo Nam là người lên tiền. Lan. Ngọc Phú.
bóng vẫn trong sự kiểm soát của sáu ha. Lại là một
chân sắt khi không thành công. Lời với tình hình là dâng cao đường hình để tận dụng cơ hội này. Quá rồi, không được rồi, 5 số 8 đã phá bóng rồi. Trong cùng lưng hồng đều à? Bóng nào, người ném bóng. Thank you.
Chúng ta đã xem hình trận đấu.
của thương môn 67. Tờ đọc ra vậy? Sao ra hai đứa vậy?
các cổ động viên của lớp 63 đâu nào, giơ nắm tay lên những cổ vũ cho đội mình, quá tuyệt vời. Các cầu thủ của lớp 63 đâu nào, giơ cánh tay lên cổ vũ cho đội mình nào, quá tuyệt vời cho sự cổ vũ của các cổ động viên nhiệt thành từ hai đội. Lời năm đó, ông trọng tài người Ukraine vừa rồi đã thổi phạt của đội 63 đội năm bóng số 3. Tài sẽ là người đá bóng. Anh Nhật vẫn còn chịu rất là nhớ con, nhưng chỉ lắc lắc và cực tốt. Anh đã có nhiều người bóng rất là hay để tóc miếng cho khán giả. Nhưng sẽ là một cú chuyền. Vẫn còn tiểu bóng nè, lấy viên dành cho sao mà của Hoàng Tú đã
Ủa? Liên tục là những con chó
chiều của bạn thấy như thế nào. Nhật Minh đã có lỗi lấy người từ phía sau.